thang 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 DJI RS4 tinh hoa hội tụ sau 10 năm phát triển dòng DJI Ronin. Mới cầm cái hộp thôi đã thấy nó đặc biệt rồi, tại vì từ trước đến nay chưa có cái gimbal Ronin gimbal của DJI nào mà nó đóng gói trong cái hộp mỏng nhỏ đến như vậy. Cái thiết kế lắp ráp này anh em mà đi quay rất là thích nè, bởi vì có thể bỏ vô bất cứ cái ba lô nào luôn, chứ không phải mua những cái ba lô mà nó có ngăn đựng to dành cho gimbal. Chân đứng, pin nè anh em. Đó, pin, lắp, chân, led. Còn cái hộp nữa, dây sạc nè, dây kết nối với máy ảnh C2C nè. Hai cái này để đỡ ống kính nha anh em. Ốc, cái led để gắn vào máy ảnh. Thật ra trước đó DJI có ra mắt một con DJI RS3 mini với thiết kế khá là nhanh, đó là rút cái plate này ra và cắm luôn ở chỗ này là xong, ok. Nhưng mà vấn đề là nó sẽ bị cấn cái nút gạt tại chỗ này này, thế là cuối cùng cũng phải gỡ cái này ra thì mới dùng được cái mod dọc. Mà khi mà gỡ ra thì nhiều khi nhét túi hay ở đâu đó làm thất lạc cái này thì nó rất là phiền, nên là thiết kế mới ha, rút phát chuyển qua luôn, rút phát chuyển qua dọc luôn. Quá tiện, quá nhanh. Thực ra có một giải pháp đơn giản cho anh em dùng bất cứ cái gimbal nào, đó là dùng thêm một cái cây hay là một cái L plate để mà lật dọc camera, sau đó gắn cái plate của gimbal vô dưới đáy, và như vậy là chúng ta có thể dùng được. Tuy nhiên nếu mà gắn ở chỗ bán cầm á, thì không thể truy cập được cái khe thẻ nhớ, hoặc nếu dùng ở đầu bên trên á, thì không thể truy cập được các cái cổng dây Type-C hay là HDMI. Nên cái cơ chế mà chuyển ngang thành dọc như thế này á, nó không phải thay đổi các cái cấu trúc rig gì hết, và chúng ta vẫn có thể truy cập được thẻ nhớ hay là các cái cổng HDMI ở trên và ở dưới camera như thường, bởi vì nó rất là thoáng. Tiếp đến cũng ở phần thiết kế thì DJI cũng trang bị luôn cho dòng RS4 Serie một cái bộ plate kép mới, hệ thống plate kép này, hai cái lower plate với là upper plate, là plate dưới với plate trên á, là tháo rời ra có thể dùng một trong hai, dùng cái này với camera luôn cũng được, dùng cái này với camera luôn cũng được. Anh em nào mà dùng camera mà có cái cây rig này á thì dùng cái để dưới thôi là đủ rồi, còn nếu mà dùng camera không có rig, không có cây thì dùng cái này gắn vô dưới camera luôn. Xỏ vào đây, nó có thêm một cái phần đỡ cái ống kính ngắn thôi, nhưng mà nó thêm điểm tựa để giảm cái lực tải cho cái con ống chỗ này. Nhưng mà theo mình thì đã là dùng gimbal thì nên dùng cái hộp như thế này để nó có thể có nhiều điểm tựa hơn cho camera, tránh trường hợp là khi mà mình đang quay á, mình gạt trúng cái ống kính thì nó sẽ bị xoay, và như vậy thì nó sẽ dễ bị lờn con ốc hay là hỏng cái phần đáy của camera. Một số anh em bị rồi. Và điều đặc biệt á là cái kích thước của cái bộ LED 2024 này dành cho RS4 á thì nó chung kích thước với lại RS3, cho nên mình đoán là nó có thể dùng chung được với lại RS3 Serie, nhưng mà mình không có ở đây để test. Nhưng mà nếu mà dùng chung được thì anh em nào đang dùng RS3, RS3 Pro thì có thể mua nâng cấp đó, mua rồi. Và đây, nếu mà anh em dùng ống kính dài á thì có thêm một cái phụ kiện giá đỡ này, ở trong cả bản đơn và bản combo thì đều có, để chúng ta đỡ được cái ống kính, tăng cái điểm tựa để đỡ bị trì xuống, giảm lực cho cái phần này. Sẽ có thêm một cái nút gạt ở chỗ này, để bình thường là joystick chúng ta vẫn sẽ điều khiển qua lại lên xuống ha, nhưng mà khi mà gạt lên phát thì cái joystick nó sẽ trở thành cái nút để mà chúng ta zoom điện tử. Đối với những cái ống kính power zoom, ống kính có zoom bằng điện tử bên trong á, mình thấy Sony cũng có power zoom, rất là nhiều ống kính G power zoom mới ra mắt này, Fuji cũng có con 18-120 hả đó. Vì những cái ống kính power zoom để mà tạo những cú máy độc đáo đặc biệt. Còn anh em nào mà không có ống kính power zoom thì vẫn có thể zoom được bằng gimbal, là mua thêm cái motor gắn vô chỗ này đó, zoom này nè, zoom cũng rất là mượt luôn ha. Ok, đi vào cái sử dụng thực tế, các cái chế độ sử dụng, các cái trục, các cái chống rung thì DJI là một trong những nhãn hàng mà được mọi người khá là tin dùng. Lý do là sau khi mà trải nghiệm một thời gian thì mới thấy được là nó tiện như thế nào, các cái mod sử dụng dễ dàng điều khiển như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 mod gạt nè, là chúng ta sẽ đó tiêu dọc ban ngang được đúng không, rồi gạt một cái nữa là mod ở giữa, là mod pan thôi, nó chỉ có ban ngang thôi, nó không có tiêu dọc. Nếu mà muốn thêm một cái ba trục đó là vừa tiêu vừa ban nghiêng để mà làm những cung máy FPV. Rồi
trong những trường hợp mà chúng ta cần lock tất cả các trục lại để mà chạy theo nhân vật á, thì mình chỉ cần bấm một nút trigger bó vào. Từ những cái đời gimbal DJI Ronin đầu đến giờ thì nó luôn luôn giữ nút trigger, và đây là một trong những cái thiết kế mà mình thấy nó rất tiện, để khi mà mình ví dụ như mình đang đi theo nhân vật, đang làm những cú máy khó gì đó, tự nhiên bắt đầu mình muốn lock lại thì mình bấm vào nút này luôn, thế là mình chạy theo nhân vật nó sẽ rất là nhanh, thay vì là mình sẽ phải chọn mod xong rồi chọn lock các thứ thì nó không kịp và nó không thể làm cho cái cú máy liên tục được, nên cái nút này cực kỳ tiện luôn. Rồi bấm hai nút thì nó recenter. Tiếp đến là một cái phần ví dụ như là anh em muốn chuyển qua cái sport mode, là cái chế độ mà nó ban tiêu nhanh á, để mà chúng ta bám theo những cái hoạt động ví dụ thể thao hay action, chơi bóng rổ bóng đá gì đó mà cần có ban tiêu nhanh á, thì chúng ta giữ nút M, giữ cái là nó sẽ chuyển qua sport mode đó, thấy không, nó nhanh hơn nhiều. Thả ra này, thấy không, nó chậm hơn, và thả ra cái nó bỏ cái sport mode luôn, để mà mình liên tục những cái cú máy. Trường hợp thứ hai là muốn dùng sport mode lâu thì bấm vào M xong bấm vào cái nút sau này hai lần rồi xong, cái đây sport mode, thấy chưa, nó rất là nhanh luôn. Cái cách mà DJI thiết kế để người dùng có thể chuyển đổi giữa các cái mod và làm cho những cái cú máy nó liên tục từ cái mod này qua mod kia, nó sẽ làm cho anh em mở ra cái giới hạn để anh em không có bị ngắt quãng giữa các cái shot quay, nó làm cho khả năng sáng tạo của chúng ta được rộng rãi hơn, được xa hơn, cao hơn. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ cho anh em nào mà creator hay tự sướng cầm để tự quay, như mình nghĩ là đã tự quay thì chắc anh em chỉ là những người mà dùng gimbal điện thoại thôi, chứ còn nếu mà đã dùng gimbal to này thì chắc không nhiều người mà cầm gimbal này xong rồi tự quay vừa đi vừa nói, chắc là không nhiều. Nói một chút xíu về pin thì RS4 với RS4 Pro thì vẫn sử dụng cái hệ pin giống như RS3 với RS3 Pro, đấy là BG21 với lại BG30. Lưu ý một chút xíu là dòng VG30 thì nó gắn được cho tất cả các loại RS3, RS4, RS4 Pro hay 3 Pro luôn, nhưng mà cái dòng BG21 dung lượng nhỏ với điện thế thấp thì nó không gắn được cho dòng Pro. Nên nếu anh em nào mà muốn dùng con RS4 mà cải thiện pin thì có thể mua BG30, và nếu mà muốn cải thiện thêm hơn nữa thì năm 2024 là DJI ra mắt con BG70 với dung lượng pin lên tới đâu là 35 tiếng. Nhưng rất tiếc mình không có ở đây. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ to hơn cái BG30 thôi. Và cái ngàm thì nó là ngàm chung mà, cho nên không có thay đổi gì hết. Đó. Đây, gắn vô bản Pro thì nó sẽ báo battery voltage too low, hiệu điện thế pin quá thấp có thể sẽ bị ảnh hưởng tới cái hiệu quả chống rung. Tuy nhiên là vẫn dùng được ha, nhưng mà chỉ là hiệu điện thế thấp và chống rung không tốt thôi, nhưng mà vẫn dùng được ha. Về pin của DJI thì dù là cục pin nào đi nữa thì nó cũng sẽ có cổng Type-C ở đây để chúng ta có thể cắm sạc ngay lập tức, hoặc là bấm vào cái nút này để check luôn cái là pin nó đang còn hay đang hết. Đó, dung lượng pin đang full nè, thấy không? Nên là cái thiết kế pin tháo rời này á rất là lợi hại luôn. Và cái thiết kế tháo rời pin này là một trong những điểm mà mình rất thích ở DJI, bởi vì khi mà tháo ra thì mọi thứ nó sẽ gọn và mình có thể sử dụng được tất cả các loại ba lô, hoặc là nhét vào những cái chỗ rất gọn chứ không phải giới hạn, không phải dùng những cái ba lô mà phải có ngăn cho gimbal mới dùng được. Đó, tháo ra từng phần rất nhỏ, thậm chí camera chúng ta cũng có thể tháo thêm nữa, tháo ra đó, từng phần rất nhỏ. Thiết kế của DJI thì phải nói là đỉnh rồi. Tháo pin nè anh em, bấm vào cái nút này hết. Rồi tháo ra, thấy chưa? Ấn vô cái, rồi vô, gạt cái là khóa. Chắc chắn luôn, chắc giống như là một khối luôn á, vừa khít luôn. Đó. Gỡ ra này, bấm phát. Thao tác. Một cái điểm mới nữa đó là dòng RS4 series được trang bị Auto Lock 2.0, là cái tự động khóa trục á. Từ RS3 là nó cũng có Auto Lock rồi, nhưng mà khi trong quá trình sử dụng thì mình thực ra cũng không hiểu lắm về cái 2.0 nó khác 1.0 cái gì. Rồi, gimbal đang chống rung, ok. Khi mà chúng ta tắt máy hoặc đơn giản những cái lúc mà mình muốn di chuyển qua vị trí khác hay là muốn thay ống kính thì chúng ta có một cái cách rất hay, đó là bấm vào nút nguồn cái thì nó tự động khóa trục lại để mà mình có thể là thay ống kính. Lúc này gimbal nó đang ở chế độ ngủ rồi và mình có thể tùy biến vì cái trục nó cứng lại, cho nên là chúng ta rất là dễ để thao tác hay là set up hay là làm bất cứ cái gì. Nó thao tác xong thì mình chỉ cần bấm vào nút nguồn cái thì là nó sẽ quay lại cái chống rung. À, bấm cái ngủ xong rồi chế độ khóa trục, thấy không? À, khóa trục, bấm cái nữa. Rồi kích hoạt mở khóa trục, rồi chống rung. À, rất nhanh, rất xịn, rất là trí tuệ. Quay xong, bấm khóa một cái, tự lock. Thế là mình cầm với cổ này, mình đi về an toàn, chắc chắn luôn.
Và cái chức năng chính của nó là khả năng chống rung, triệt tiêu cái rung lắc trong cái quá trình chuyển động hay di chuyển đó. Thì nếu như mà anh em đã hài lòng với lại gimbal RS3 hay RS3 Pro thì chắc chắn sẽ hài lòng với RS4 thôi, bởi vì cái trục ba này này nó được trang bị cái motor khỏe hơn lên tới 15%, và nó cũng sẽ set up được những cái combo khó, ví dụ như là Canon với lại những lens 24-70 f/2.8 là những cái ống kính mà to và nặng đó. RS4 là cân được. Tải trọng của con RS4 này nó lên tới 3 kg, trong khi hiện tại các camera như nặng lắm như Blackmagic với lại những cái lens 24-70 f/2.8 thì nó tầm 2 kg đổi lại rồi, thì cái con này nó cân khỏe luôn. Thì cái vấn đề anh em quan tâm sẽ là cái camera nó to quá thì có cân được hay không, thì anh em có thể xem những cái combo mình để chỗ này là những combo khó, vì cái trục nó cho di chuyển rất là dài đó, cho di chuyển dài. Nếu anh em cân lens dài á thì có thể mua thêm những cái flash cũng của DJI luôn, nó lên tới 14 cm để chúng ta có thể tùy chỉnh những cái ống kính dài đó, flash dài thoải mái luôn. Và tất nhiên là nó cũng sẽ thừa hưởng được tất cả những cái chức năng hay ho xịn sò thông minh của con DJI RS3. Về khả năng chống rung thì chắc là mình không nói nhiều nữa, bởi vì từ những cái con RS2, RS3, RS3 Pro là đã có rất là nhiều clip test rồi, thì cái con này nó motor khỏe hơn mà thuật toán chống rung nó lại là thuật toán 4.0 được cải thiện thêm nữa, thì chắc chắn là nó sẽ chống rung tốt hơn. Và mình đã test với lại cái combo 70-200 Canon mà nó thêm cái ngàm này nữa cho nên nó rất là dài, và cái khả năng chống rung thì anh em thấy rồi đó. Chắc về chống rung thì anh em có thể xem test của RS3, RS3 Pro là ok rồi. Còn lại thì theo mình thấy thì con DJI RS4 này nó không quá nhiều điểm cải tiến mà phải wow so với lại con DJI RS3. Tuy nhiên nếu mà anh em quay video dọc á, hay là anh em sử dụng những cái con lens power zoom mà cần có những cú máy zoom á, thì chắc chắn là nên lựa chọn dòng serie RS4. Còn nếu anh em không quay dọc mà cũng không dùng lens power zoom thì thực ra DJI RS3 sẽ là một cái lựa chọn khá là kinh tế, tại vì hiện tại thì RS3 đang giá rất là thấp. RS3 và RS4 vẫn xứng đáng là một trong những cái lựa chọn hàng đầu để mà anh em quay solo video, dạng như là video cưới, video sự kiện hay là những cái mà chúng ta cần sự gọn nhẹ mà có thể đảm bảo được cái chống rung tốt. Còn nếu mà anh em quay dạng chuyên nghiệp hơn, cần setup nhiều hơn, cần có thêm những cái chức năng ví dụ như là dùng lidar để mà autofocus với những cái ống kính MF á, thì chọn RS4 Pro sẽ có tùy chọn mở rộng để có thể dùng được nhiều cái phụ kiện hơn. Con này nó chỉ nặng hơn có 200g thôi, bởi vì nó được trang bị cái trục bằng carbon cho nên là trọng lượng thì nó không nặng hơn bao nhiêu, nhưng mà tải thì nó cao hơn, tải 4.5kg thay vì là 3kg như là RS4. Rồi tương thích được nhiều cái phụ kiện chuyên nghiệp hơn. Pro thì nó thực sự là nó phải Pro, còn con kia là nó không Pro, nhưng thực ra vẫn có thể sử dụng được cho những cái nhu cầu chuyên nghiệp. Nhưng mà chuyên nghiệp đến mức cần nhiều cái phụ kiện hỗ trợ như là lidar hay là video transmitter thì RS4 Pro ha. Ok, anh em còn thắc mắc gì về con RS4 cũng như là RS4 Pro nữa hay không thì hãy bình luận phía bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp để anh em có những cái lựa chọn tốt nhất phục vụ cho công việc. Okay, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. 1, 2, 3.